Lực tàng tệ con đẹp trai xin cấp báo hai thông tin cực kỳ chấn động, cực kỳ giật gân trong cái bản tin ngày hôm nay, liên quan đến cái bản phong thần khởi kiện của công ty cổ phần Đại Nam và liên quan đến cái bức đơn tố cáo mà bên phía cổng công ty phát thông tin điện tệ vừa mới cung cấp. Nội dung quá hồi hộp, quá hấp dẫn và gây cấn. Mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị đón theo dõi vào nội dung ngày hôm nay. Dạ, xin chào cả nhà thân thương đã quay trở lại cái kênh của Lực Tàng nha. Tiếp tục đến với những cái thông tin cực kỳ nóng mà Lực Tàng vừa mới cập nhật được để gửi cho tới quý ông bà, cô chú, anh chị nha. Thì vào đầu video, quý ông bà, cô chú, anh chị nhấn cho Lực Tàng một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Lực Tàng ạ. Thì đây là những cái thông tin quá nóng trong ngày hôm nay và vừa mới được cập nhật luôn. Thì quý ông bà, cô chú, anh chị đang rất là quan tâm về cái sự việc của sư thầy Thích Minh Tuệ và liên quan đến cái sự việc drama của bà CEO là liên quan đến những cái đơn kiện mà đến với lại những cái TikToker, YouTuber và Facebooker. Thì sáng ngày hôm nay là Tàng vừa mới cập nhật thông tin xong là liên quan đến cái sự việc là kiện cáo, thì bên phía là CEO đã qua bên phía châu Âu và đã xuất hiện trên một cái clip và nói rằng sẽ tiếp tục là chiến đấu cái cuộc chiến pháp lý cho tới cùng, và cái ngày dự kiến là đến ngày 25 tháng 12 năm 2024 thì sẽ giải quyết triệt để hay cái gì đó. Thì ngày hôm nay á, là cái thông tin mà đầu tiên Lực Tàng sẽ đi đến với lại quý vị khán giả là cái thông tin cực kỳ nóng về cái danh sách mà bên phía CEO cũng đã đưa lên, tức là bên phía Đại Nam cũng đã đưa lên trước đó là 4 đợt rồi nha quý ông bà, cô chú, anh chị. Và bây giờ thì liệu chừng có còn phát sinh thêm hay không? Trong suốt mấy ngày hôm nay là gần 4-5 ngày rồi nha quý ông bà, cô chú, anh chị, vẫn chưa có danh sách đợt 5 và tổng cộng đợt 4 là 358 người. Thì ngày hôm nay đã có thông tin về đợt 5 và một số kênh YouTube nữa lại tiếp tục được xướng tên, cũng như là Facebook và TikTok. Quá nóng luôn rồi quý ông bà, cô chú, anh chị, người ta nghĩ rằng đã dừng lại ở con số này rồi. Nhưng mà cuối cùng thì ngày hôm nay sau khi cô Phương Hằng đi qua bên châu Âu thì lại tiếp tục thêm một danh sách cũng khá là dài, những TikToker, Facebooker, YouTuber lại được tiếp tục xướng tên ở trong cái bản phong thần, được cho rằng là một cái vụ đại án. Thì chính này là đi tù rất là nhiều quý ông bà, cô chú, anh chị. Thì họ nói rằng là xử lý hình sự thì chắc chắn là sẽ đi tù rất là nhiều. Lực Tàng sẽ cập nhật cái thông tin về cái bản phong thần tiếp theo trong cái đợt 5 cho quý ông bà, cô chú, anh chị về danh sách những người bị công ty cổ phần Đại Nam khởi kiện, là cái thông tin đầu tiên. Thông tin thứ hai Lực Tàng sẽ nói về công ty Pháp Tâm Thiên Điện Tệ và bên phía sư thầy Thích Minh Tuệ để cho cả nhà nắm bắt trong cái bản tin ngày hôm nay. Quá hấp dẫn, quá hồi hộp và quá gây cấn luôn nha cả nhà. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái danh sách của bên phía công ty cổ phần Đại Nam vừa mới thông báo ở trên cái website của mình, là danh sách các tài khoản mạng xã hội do công ty cổ phần Đại Nam liệt kê đợt 5. Thì bây giờ là gồm những ai, thì Lực Tàng xin phép đọc danh sách từng người. Đầu tiên là chúng ta sẽ đọc 18 TikToker. Vì trong 18 TikToker này là gồm những tên nào và phong thần nào, thì Lực Tàng sẽ đọc cho cả nhà nha. Thì đầu tiên số 1 là một cái nick TikTok với có rất là nhiều những cái ký tự, ở trong đó là có cái hình trái tim và hình chữ ý, rồi hình trái tim, xong đó là đóng ngoặc mở ngoặc là VN. Thì cái TikTok này thì Lực Tàng không biết tên, Lực Tàng chỉ đọc bằng hình ảnh như vậy thôi. Và đây là thực sự là bản phong thần có cái dấu mộc của công ty cổ phần Đại Nam luôn đây cả nhà, nó không thể trật được nha. Đầu tiên là một cái TikTok rất là khó đọc tên như vậy. Rồi thứ hai là TikTok của người cùng khổ. Thứ ba là Hừng Nắng 1122. Hừng Nắng này họ ghi là không có dấu, nhưng mà mình đọc thì mình phải đọc cho nó đúng luôn cả nhà. Hùng Nang 1122. Ba là Cường 69NC. 4 là Cường 69NC. 5 là Cát Cát. 6 là Mong Quen Anh. 7 là Một Mình Thôi. 8 là B Ca Lì. 9 là E Cuột Mê Râu. 10 là Hệ Pháp. 11 là Kênh Của Trà. 12 là Thơm Hoàng. 13 là Trần Thị Thùy Linh. 14 là Bố Hừng Nắng. 15 là Nam. 16 là Thập Cẩm TV. 17 là Khô Cá Mắm. 18 là Hoa Sen. Thì cả nhà thông cảm nha, thì họ ghi như thế nào thì mình đọc như vậy thôi, còn có đụng chạm đến ai thì cái đó Lực Tàng không biết. Tại đây là những cái nickname, tức là cái tên của những cái chủ tài khoản TikTok này, và họ ghi trên đây thì Lực Tàng đọc nha cả nhà, chứ Lực Tàng không có ý là Lực Tàng đọc thêm hay đọc bớt gì nha cả nhà. Có dấu, có
tất cả mọi thứ tên rõ ràng luôn, đúng không cả nhà? Đó là danh sách 18 TikToker mà đã được nằm trong bảng phong thần của đợt năm của công ty. Rồi cái quan trọng nhất là đến YouTuber. YouTuber thì có rất là nhiều người cũng đang rất là hồi hộp và lo lắng, và cũng đã rất là nhiều những YouTuber đã được xướng tên rồi. Thì ngày hôm nay là gồm những ai thì cũng xin mời tất cả quý ông bà, cô chú anh chị, những ai đang là chủ kênh của YouTuber thì vào lắng nghe xem có tên của mình hay không nha. Một là Quang H, Quang BH đó cả nhà, một là Quang BH. Hai là Tinh Hoa Chánh Pháp. Ba là Phương Đức Miu. Bốn là Bà Bảy Miền Tây. Năm là Anh Thư 78. Sáu là Mai Hình Channel. Bảy là PNTV. Tám là Ăn Chơi Cùng Nhân Lì. Chín là Cô Út Họ Võ TV. Mười là Ngẫm Sử Thi. 11 là Đình Thông Vlog. 12 là Phạm Hùng. 13 là Trung Nguyễn TV. 14 là Đây Đó Cần Thơ. 15 là Nghề Giải Trí TV. Là danh sách 15 YouTuber nha cả nhà. Và trong đây thì Lực Tàng thấy rất là nhiều kênh rất là lạ, và chưa bao giờ mà Lực Tàng nhìn thấy những cái kênh sóng này. Nói chung là không biết là họ nói cái gì và làm cái gì thì mình không biết. Nhưng ở đây có một cái kênh rất là lớn và làm rất là nhiều cái lượng view, phải nói đến là cũng rất là nổi. Đó là kênh Đây Đó Cần Thơ. Thì cả nhà cũng có thể thấy là anh ấy cũng đang quay về siêu thể thích minh tệ, cũng đưa những cái thông tin liên quan đến siêu thể thích minh tệ, và cũng đã ở trên Gia Lai để đánh lễ theo bước chân của thầy Minh Tệ trong thời gian trước đó ở thôn 6 Iato Iagrai của tỉnh Gia Lai. Và anh em cũng đã nhìn thấy Đây Đó Cần Thơ ở trên đó. Thì ngày hôm nay cũng đã nằm ở trong cái bảng phong thần này nha quý ông bà, cô chú anh chị. Thì đó là những cái danh sách về 15 YouTuber. Tiếp tục đi đến với lại Facebook thì ngày hôm nay lại nhiều hơn một chút xíu. Thì Facebook là ít nhất nha cả nhà, chủ yếu là TikTok là nhiều nhất, còn Facebook thì lại ít hơn. Thì cái danh sách Facebook là gồm những ai thì cũng không mất thời gian quý ông bà, cô chú anh chị nữa. Thì những ai có tên lắng nghe để xem con mình có tên ở trong đó hay không nha. Một là Hoa Hậu Thanh Thúy. Hai là Trang Kiều. Ba là Lê Kim Anh. Bốn là Văn Nghĩa Thu Huyền. Năm là Hoa Hùng. Và sáu là Nguyễn Thị Thu. Đó là danh sách của Facebook gồm có 6 người. Và bên phía YouTube là 15, bên phía TikTok là 18. Thì tổng cộng ngày hôm nay là 39 kênh nữa nha quý ông bà, cô chú anh chị. 39 kênh tiếp theo được xướng tên ở trong cái bảng phong thần mà sẽ đi tù. Nói chung là đi tù đó cả nhà. Mỗi lần mà nhắc đến cái chữ đi tù, Lực Tàng cũng khá là rung, khá là hồi hộp. Nhưng mà bây giờ biết nói làm sao. Họ nói là họ sự kiện ở đây và có cái dấu hiệu là vi phạm mà khởi tố hình sự, đúng không ạ? Thì mình phải nói đến cái từ đi tù ở trong đó là chính xác thôi. Nhưng còn cái chuyện có thực sự phải đi tù hay không thì cái đó chúng ta phải chờ đợi bên phía cơ quan chức năng và bên phía pháp lý họ sẽ làm những cái vấn đề như thế này, như thế kia. Thì trong thời gian vừa rồi đây thì những cái bảng danh sách đó thì Lực Tàng chưa thấy một cái nhân vật nào lên để mà xin lỗi hay là nói rằng là này nọ, mà chỉ thấy là họ tiếp tục, họ sẽ tấn công và họ không có dấu hiệu là sợ sệt cái gì ở trong những cái bảng phong thần như thế này nha cả nhà. Thì đây là cái thông tin mới nhất mà Lực Tàng vừa mới cập nhật được. Thì cứ ngỡ rằng là đã dừng lại với cái con số là 358 người, nhưng mà cuối cùng ngày hôm nay thì thêm 39 người nữa. Thì để Lực Tàng sẽ nhân lên, để cộng lên. Tại vì bây giờ là phải chơi bằng máy tính thôi quý ông bà, cô chú anh chị, chứ còn nó nhiều quá đến mức độ mà mình không thể tưởng tượng được. Thì mình không cộng được trong cái thời gian nhanh nhất. Thì để Lực Tàng cộng là 358 cộng với lại 39. Thì tổng hiện tại bây giờ là 397 kênh sóng đang được xướng tên và chuẩn bị là dính pháp lý với lại công ty cổ phần Đại Nam. Nhà quý ông bà, cô chú anh chị, không biết là họ nói cái gì, cái nội dung gì trong đó và họ vi phạm nặng nhẹ gì trong đó, nhưng mà đã xướng tên ở trong đây thì chắc chắn là sẽ có vấn đề liên quan đến pháp lý, và chúng ta cảm thấy là rất là căng thẳng, rất là căng thẳng. Và không biết là những kênh sóng đó họ bây giờ như thế nào. Còn những cái kênh sóng mà trụ cột, cộng cán thì họ vẫn lên ra rã từng ngày để rồi mà tấn công bên phía đó, rồi cũng như là phản bác về cái đơn kiện của bên phía công ty cổ phần Đại Nam nha quý ông bà, cô chú anh chị. Thì chúng ta chờ đợi xem như thế nào. Và ngày hôm nay thì tiếp tục là một cái thông tin mà bên phía một hiệp sĩ được cho rằng là đã có những cái bài viết rất là hăng hái ở trên Facebook liên quan đến những cái sự việc về chư thầy Thích Minh Tuệ, chư thầy Thích Trinh Quang, rồi bên phía là CEO Nguyễn Phương Hằng.
thì anh ấy là Nguyễn Xin, cũng là một nhân vật có trong danh sách của bên phía là bản phong thần là đầu tiên đó quý ông bà của chương trình là bên Facebook. Thì Nguyễn Xin cũng đã cập nhật liên quan đến cái sự việc là cô Nguyễn Phương Hằng sáng nay cũng đã đi qua bên châu Âu, và anh ấy cũng đã lên một cái bài viết. Thì Lực Tàng cũng xin phép là đọc cái bài viết của anh Nguyễn Xin này. Thì anh Nguyễn Xin này là tỏ vẻ ra là không có run sợ gì với một cái bản phong thần và có tên của mình trong danh sách. Anh này thì nghe đâu là rất là giỏi và biết được rất là nhiều những cái mặt về pháp lý, và anh này cũng hình như là làm bên báo chí đó quý ông bà của chú anh chị. Thông tin của anh này đưa lên thì rất là nhiều và rất là, được rất là nhiều cái sự chia sẻ của quý ông bà của chú anh chị. Thì bây giờ Lực Tàng cũng sẽ xin đọc cái vấn đề mà anh Nguyễn Xin này đề cập. Đây là những cái lời mà Lực Tàng đọc lại thôi, còn cái vấn đề mà có liên quan đến ai thì Lực Tàng không phân tích nha cả nhà. Vậy là sau bao nhiêu ồn ào, Việt Kiều đảo ship cũng đã về nước, hứa hẹn sẽ không ngày trở lại, tuyên bố sống ẩn và không lên mạng, nhưng vẫn thề sẽ chiến pháp lý đến cùng với mấy người bơi ngược dòng với chị. Đến hôm nay thì tổng cộng đã có 4 danh sách mà quý công ty của chị Kiều Bào này tung lên mạng nhằm tuyên bố sẽ tham gia cuộc chiến pháp lý. Tổng số kênh người liên quan là 358 người. Thì anh này mới cập nhật là xong, thì bên phía công ty cổ phần Đại Nam là lên luôn cái danh sách đợt 5, cho nên anh ấy chưa cập nhật được, và anh ấy chỉ nói là 358 người thôi nha cả nhà. Thì trong 358 người này thì có một khoảng 1/8 người là trước đây là Phan Chí Nghĩa, cũng từ danh sách được lập bằng file sơ sài này mà Phan Cuồng của chị miệt mài đi tấn công, hù dọa, bỏ tùm lum người, bỏ tù tùm lum người. Thì anh là Nguyễn Xin này, anh lên anh khẳng định là những cái file mà đăng ở trên cổng thông tin cổ phần Đại Nam á, là những cái file nó quá sơ sài, và anh ta cho rằng là cái file này nó không có cái giá trị đó, cho nên là anh ta nói là quá sơ sài mà những kênh sóng truyền thông vẫn đang miệt mài để mà đi tấn công, hù dọa, bỏ tù tùm lum tà la. Thì đây là cái thông tin mà anh Nguyễn Xin anh vừa đăng. Và cái câu cuối cùng mà anh Nguyễn Xin anh nói á, thì đây mới là cái trọng tâm, và cũng có một chút gì đó nó hài hước. Thực sự rằng là nó quá hài hước ở trong cái câu nói này, có liên quan đến là sự thầy Thích Minh Tuệ luôn. Thì Lực Tàng cũng đọc luôn cho cả nhà nha. Mà khoan nha, ông Tệ đi Ấn Độ, chị Hai đi châu Âu, đừng nói hẹn gặp nhau ở đâu đó bên Tây Trúc để giảng hòa nha trời quơ. Tức là ý anh ấy nói là bên cô Siêu, thì bên chị Hai thì đi qua bên châu Âu, còn bên phía sư thầy thì đi Ấn Độ, thì liệu chừng có gặp nhau đâu đó ở bên Tây Trúc để mà giảng hòa hay không. Đây cũng là một cái thông tin khá là hóm hỉnh và hài hước, nhưng mà chúng ta cũng chỉ biết là đó là cái suy luận của anh ta thôi. Còn cái chuyện mà để gặp nhau để mà giảng hòa thì cái đó chắc có khả năng nó hơi khó. Một người ở bên châu Âu và một người ở bên nước Việt Nam chúng ta đang chuẩn bị đi qua Ấn Độ thì nói rõ ràng là sẽ không thể có cái chuyện mà gặp nhau được, đúng không quý ông bà của chú anh chị? Nhưng biết đâu trái đất xoay tròn thì lại có thể gặp nhau thì như thế nào, và giải hòa được thì là một cái điều vô cùng tốt đẹp, đúng không cả nhà? Lực Tàng cũng không mong mỏi rằng tất cả mọi người đấu đá lẫn nhau hay là chiến đấu lẫn nhau hay gì cả, nhưng mà gặp được nhau và giải hòa vi quý là tất cả mọi thứ đều tốt đẹp hết, đúng không cả nhà? Đây là những cái thông tin liên quan đến tình hình của công ty cổ phần Đại Nam và liên quan đến những chiến thần mà đang được nhắc tên để rồi lâm vào cuộc chiến pháp lý kinh khủng khiếp của một cái vụ đại án trong thời điểm hiện tại bây giờ lên đến là 397 người. Thì cả nhà thấy là nó khủng khiếp không ạ? Nghe thấy cái số lượng người mà bị kiện cáo lên đến 397 người thì phải nói đến là đại án rồi còn gì nữa, đúng không cả nhà? Rồi thì cái chuyện đó chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật sau. Và ngày hôm nay tiếp tục một cái thông tin quá nóng nữa là liên quan đến cái đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Hoàng là yêu cầu tháo dỡ công trình xây dựng. Thì chính thức bên phía cổng website của công ty Phát Tâm Thiên Định Tệ họ cũng đã đăng luôn cái đơn này lên, cái đơn tố cáo này lên, cái đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Hoàng này lên, và có cái mộc của công ty luôn nha quý ông bà của chú anh chị. Bà Nguyễn Thị Hoàng này là giám đốc của một công ty, thì không biết là thực hư những cái đơn tố cáo này như thế nào, nhưng mà bây giờ là bên phía công ty Phát Tâm Thiên Định Tệ họ cũng đã nắm bắt được cái đơn này và họ đã đăng lên truyền thông một cách rộng rãi để lan tỏa, để cho tất cả chúng ta đều nắm bắt. Thì cái thông tin ở trong cái lá đơn đó thì rất là nhiều người cũng đã chia sẻ rồi. Và trước đó là một cái lá đơn là Lực Tàng cho rằng là không thể nào mà có thể kiện cáo được ai cả. Tại vì cái lá đơn đó viết thiếu sót rất là nhiều. Nội đơn giản nhất về cái câu Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do và hạnh phúc, thì Lực Tàng đã thấy là không có cái dấu gạch ngang và ghi rất là trật lất, âm binh hết luôn nha cả nhà. Rồi gửi đến chủ tịch nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì ghi là Chủ tịch Cộng hòa Việt Nam thôi, chứ thiếu mất cái chữ xã hội nha quý ông bà chú anh chị. Còn rất là nhiều cái vấn đề mà nó rắc rối thì không biết là cuộc chiến pháp lý này như thế nào, nhưng mà bây giờ là họ đang tìm đủ mọi cách để họ chống phá về bên phía công ty Phát triển Tiền tệ và bên phía sư thầy Thích Minh Tuệ. Ở đây là nhắc tên và kiện thẳng ông Lê Anh Tú, tức là sư thầy Thích Minh Tuệ của chúng ta, và có khả năng, có ý định là ngăn bước của sư thầy đi qua bên Ấn Độ. Thì cái phiếu chuyển phát nhanh này thì Lực Tàng cảm thấy rằng ở trong đây họ ghi mà Lực Tàng lại không hiểu là vì cái lý do gì mà nếu như họ có kiện cáo thì họ cũng phải là gửi đến một cái cơ quan chức năng có thẩm quyền để rồi họ gửi cái đơn tố giác này vào đó để họ xử lý. Nhưng không phải, ở đây thì họ gửi là chuyển phát nhanh và người gửi thì là đúng bà tên của bà Hoàng, nhưng mà lại cái nơi nhận á, nơi tiếp nhận á, lại là gửi đến ông Lê Anh Tú và bên phía là công ty Phát Tâm Thiên Định Thiên Đình Tuệ, chứ không phải là Thiên Định Tuệ nha cả nhà. Công ty Phát Tâm Thiên Định Đình Tuệ là đã có dấu hiệu là sai mất cái tên của công ty của người ta rồi. Và địa chỉ là thôn 6 xã Iato, huyện Iagrai. Grai là cũng sai luôn nha cả nhà. Iagrai chứ không phải là Iagrai. Đây là họ gửi mà họ còn ghi sai luôn cả cái địa chỉ. Tỉnh Gia Lai, rồi có số má rồi tùm lum ở đây luôn nha cả nhà. Đấy, còn người gửi là Nguyễn Thị Hoàng, có địa chỉ, có số điện thoại luôn, ghi một tiếp tục một từ nữa là tố giác Minh Tuệ, đơn tố giác tội phạm Minh Tuệ. Cả nhà thấy kinh không? Bây giờ áp đặt luôn cho sư thầy thành một tội phạm luôn, mà trong lúc đó sư thầy chưa làm một cái gì mà họ là ghi thực sự rằng là cái đơn này đúng lý ra thì họ phải chuyển đến cơ quan chức năng nơi gần nhất, hoặc là họ nếu như bà này ở Bình Dương ở có công ty, nếu mà muốn tố giác ai thì gửi lên cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương hoặc là gửi lên cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai, đúng không, để người ta thụ lý và người ta xử lý sự việc, điều tra xử lý sự việc. Nhưng ở đây lại có cái kiểu mà lại đi gửi, mà lại gửi đơn tố giác, mà lại gửi đến công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Tâm Thiên Đình Tuệ, rồi lại gửi đến ông Lê Anh Tú. Thế là ở đây có phải là họ đang kiểu như thế là hù dọa không cả nhà? Họ gửi như vậy để họ hù dọa hay là như thế nào? Hay là họ đã gửi một cái đơn trước đó đến cơ quan chức năng rồi, và cái đơn này họ chuyển đến để đánh động cho bên phía công ty cũng như là bên phía sư thầy Thích Minh Tuệ là phải run sợ trước cái lá đơn này, đúng không cả nhà? Nhưng mà cả nhà thấy nếu như mà tố sai thì chắc chắn là sẽ bị phản tố ngược lại, và cái người này là có pháp danh đồng hoàng, có căn cước công dân, có địa chỉ nơi ở và được cho rằng là giám đốc của một công ty, thì rõ ràng rằng khi mà cô này mà có dấu hiệu mà tố ngược, tố sai thì bên kia người họ cũng sẽ có quyền để họ tố giác ngược lại, để rồi sẽ dính một cái rất là nặng nề nha quý ông bà chú anh chị. Đây là ảnh hưởng đến danh dự uy tín của bên phía công ty đồng hoàng và ảnh hưởng danh dự đến tổ chức cá nhân, đó là sư thầy Thích Minh Tuệ của chúng ta. Ở trong đây tố hết tất cả luôn và ghi cái nội dung thì hoàn toàn là trật lất âm binh, nội có cái chữ mà đơn tố giác tội phạm thôi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập dân tộc, thì cả nhà cũng có thể thấy là không có một cái dấu gạch gì ở trên này cả. Và ghi thì một bên này nè thì là ngắn hơn, mà cái chữ độc lập tự do hạnh phúc thường là nó nằm ở giữa, đúng không cả nhà? Nhưng ở đây thì là có một chút xíu là vô là thấy là độc lập tự do hạnh phúc rồi, còn đằng sau này thì một khúc dài không có ấy, tức là cái bức đơn này nè, là Lực Tàng nghĩ rằng là có một người là thiếu văn hóa, thiếu học thức, họ ghi như thế này nha cả nhà. Rồi đơn tố giác tội phạm về hành vi vi phạm pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Tâm Thiên Đình Tuệ. Thiên Đình Tuệ là hoàn toàn sai rồi nha cả nhà. Ghi mà tố giác công ty của người ta mà ghi tên sai luôn. Thì cả nhà thấy không ạ? Cùng các thành viên của công ty liên quan đến ông Lê Anh Tú, tức là Minh Tuệ, yêu cầu tháo dỡ các công trình dựng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và yêu cầu cơ quan công an điều tra xác minh làm rõ bức tâm thư ngày 20 tháng 11 năm 2024 có vu khống công an an ninh việc ngăn chặn không cho ông đi xin ăn tại núi sạn của ông Lê Anh Tú hay không, điều tra xác minh ông Tú liên quan đến bọn phản động Việt Tân, Châu Ngọc Đời, Hoàng Duy Hùng hay không. Cả nhà thấy ghi không ạ? Rồi kính gửi này, ông chủ tịch nước Cộng hòa chủ nghĩa Việt Nam. Thì cả nhà thấy là nội có gửi không cũng đã sai mất một cái vấn đề liên quan đến là người số 1 gửi này là ông chủ tịch nước Cộng hòa chủ nghĩa Việt Nam, thì thiếu mất chữ xã hội rồi quý ông bà cô chú anh chị. Thường thường thì nếu mà ghi đúng á là gửi ông chủ tịch nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhưng ở đây ghi thiếu mất chữ xã hội luôn, là chỉ có là ông chủ tịch nước Cộng hòa chủ nghĩa Việt Nam. Trời ơi là trời, cả nhà thấy là gửi như thế này thì làm sao mà ông chủ tịch nước ông nhận được, đúng không cả nhà? Như này là gửi không phải rồi, không đúng về về đất nước Việt Nam chúng ta rồi, đúng không ạ? Thứ hai là tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. Thứ ba là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. Thứ tư là viện kiểm sát nhân dân của tỉnh Gia Lai. Thứ năm là công an tỉnh Gia Lai. Thứ sáu là công an huyện IA, thiếu mất chữ là IATO này cả nhà. Công an huyện IA, chỉ thấy là chữ IA thôi, còn không thấy là tô. Cả nhà thấy không biết là cái bức thư này, cái đơn này người ta đọc người ta quá là mắc cười luôn. Rồi công an huyện IA thấy, rồi đến là cờ rai là sai nha cả nhà. IA Grai, chữ G chứ không phải là chữ cờ nha cả nhà. Của tỉnh Gia Lai. Thì như vậy là mới đọc thôi đã thấy sai chính tả và sai cái nguyên lý để mà khởi kiện người ta rồi. Một cái đơn tố giác quá chỉ là sai bét tẹt mẹt, sai nhẹ nhẹ nhất nhẹt tèo leo mê rồi cả nhà, đúng không ạ? Tôi tên là Nguyễn Thị Hoàng này, thì sinh ngày này, rồi có số nhà, tên đường, có số điện thoại này. Nay tôi làm đơn tố cáo công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Tâm Thiên Điện Tệ, thành lập công ty ngày 25 tháng 6 năm 2024, tọa lạc tại thôn 6 IATO, hiện IACRAI, tỉnh Gia Lai, đã có hành vi xây dựng nhà và công ty công trình phụ xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, xây dựng tầng cao lấn chiếm hành lang đường bộ, gây cản trở giao thông, yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai buộc công ty tháo dỡ toàn bộ nhà ở và công trình nêu trên để trả lại đất theo hiện trạng ban đầu và thu hồi lại giấy phép kinh doanh đã cấp cho ông Lê Anh Tuấn, do sử dụng sai mục đích kinh doanh mê tín dị đoan, có ghi cả kinh doanh mê tín dị đoan luôn cả nhà. Rồi yêu cầu tháo dỡ cốc của ông Minh Tuệ và hàng rào tường bao quanh xung quanh tất cốc luôn, kiện luôn cả cái cốc luôn, cái cốc người ta làm trên cái rẫy cà phê mà bảo yêu cầu tháo dỡ luôn, tháo dỡ bỏ luôn cái cốc luôn nha cả nhà. Mà trong lúc đó hiện tại giờ sư thầy Thích Minh Tuệ có ở trong đó đâu, đúng không cả nhà? Cái đơn này là tàng cảm thấy rất là mắc cười. Gồm tố cáo những tố giác những người sau đây, gồm ông Lê Anh Tuấn tức là sư bá, hai là bà Nguyễn Thị Lan. Bà Nguyễn Thị Lan là sai luôn nha cả nhà, bà Nguyễn Thị Lan mới là đúng, chứ còn bà Nguyễn Thị Lan là ai cái đó là hoàn toàn chúng ta không biết nha cả nhà. Rồi bà Lê Hồng Sâm là em của ông Tuấn, tố luôn bà Lê Hồng Sâm luôn, không biết là bà Lê Hồng Sâm là hồi nay xuất hiện chưa mà bây giờ cũng bị dính luôn trong đơn luôn cả nhà. Rồi bốn là ông Út Thìn là em ông Tuấn, không biết được họ tên của anh Út Thìn là ai mà đi tố cáo là tố bằng cái biệt danh, thì ai sẽ là người xử lý và bắt bớ ai đây cả nhà, đúng không ạ? Rồi đến là năm là bà Linh vợ ông Thìn, không có họ tên gì hết. Thường tố thì phải có họ tên, ở đây không tố họ tên thì tố tên thôi. Rồi sáu là thầy ông nội, trời ơi là trời, thầy ông nội cha của ông Tuấn, cốc sư Tuệ, không biết tên cha của sư thầy Thích Minh Tuệ luôn. Rồi cũng ghi là thầy ông nội luôn. Cả nhà thấy một cái tờ đơn mà phải nói đến là độc lạ nhất Việt Nam mà được tàng ngày hôm nay mới đọc được mà cảm thấy rất là mắc cười, tại vì được tàng không muốn đọc đâu, nhưng mà bên phía của công ty Phát Tâm Thiên Điện Tệ họ đăng lên thì được tàng mới đọc thôi. Rồi tiếp theo bên dưới là họ bổ sung thêm này cả nhà, yêu cầu cơ quan điều tra xác minh bức tâm thư của ông Lê Anh Tú ngày 20 tháng 11 năm 2024 có dấu hiệu vu khống cơ quan chính quyền đã chặn không cho ông đi khất thực vào núi Sạn, gây khó khăn cho việc tu tập của ông trong thời gian là 108 ngày tại núi Sạn. Yêu cầu cơ quan công an xác định ông Lê Anh Tú có liên quan hay không với ngài Thích Minh Đạo, đầu đà Việt Nam, ghi là đầu đà Việt Nam. Ông Minh Đạo đã lên đầu đà Việt Nam hồi nào cả nhà? Ông Minh Đạo có đi theo đầu đà đâu cả nhà, đúng không? Là ghi là đầu đà Việt Nam. Ông Thích Minh Thiền là chủ trì chùa Đức Hòa của Bình Dương. Rồi Thích Pháp Hòa đầu đà Mỹ. Ủa? Ông Thích Pháp Hòa đầu đà Mỹ hồi nào vậy? Hả? Cả nhà thấy là ghi sai bét tè là nhà ở trong đây luôn, không có một cái dấu hiệu gì là đúng hết nha cả nhà. Rồi có liên quan gì đến ông Thích Chân Quang, Châu Ngọc Đời, luật sư Hoàng Duy Hùng định cư ở Mỹ. Ông Thích Chân Quang này định cư ở Mỹ hồi nào cả nhà? Ông Thích Chân Quang này định cư ở Mỹ hồi nào? Ông ấy là chủ trì đang ở Việt Nam mình đúng không cả nhà? Chứ làm gì mà có định cư ở bên Mỹ hồi nào? Thích Minh Tánh đầu đà Mỹ. Thích Minh Tánh thì ông này thì đầu đà ở bên Mỹ rồi thì đúng, là còn không có cái diện đầu đà nha cả nhà. Rồi Nam Quang Tiến Dũng phản động Mỹ, sao biết người ta phản động Mỹ? Đây là theo những cái suy đoán dự định như vậy thôi nha cả nhà, toàn bộ là sai bét hết.
yêu cầu cơ quan công an điều tra xác minh các đối tượng nêu trên có liên quan đến bọn phản động Việt Tân hay không. Rồi trùm Việt Tân là Hoàng Duy Hùng có phải hay không? Thì gia đình ông Lê Anh Tú và ông Lê Anh Tuấn có liên quan đến bọn Việt Tân hay không? Tại sao phải giải cứu ông Sương Minh Tuệ? Ai kêu gọi nước ngoài và dân trong nước giải cứu ông Tú trong khi ông Tú chỉ là công dân của Việt Nam tầm thường và dốt nát, nghèo hèn lại làm biếng lao động? Đến ngày hôm nay, ngày 23 tháng 11 năm 2024, Lê Anh Tú đã tuyên bố bỏ tu hạnh đầu đà mà vẫn thích được người khác bưng cơm tới miệng mới chịu ăn, bắt mọi người phải tôn kính quỳ lạy, còn ủy quyền cho người anh đi tố cáo khiếu nại những người không quy phục hắn. Tại sao Lê Tú không chịu về nhà phụng dưỡng cha mẹ như đã nói, mà phải bắt cha mẹ nấu cơm đem cúng cho anh, yêu cầu cơ quan an ninh điều tra xác minh làm rõ những cái vấn đề nêu trên? Trời ơi là trời, tố ông Lê Anh Tú này là ai kêu gọi là những người phải đi giải cứu ông Lê Anh Tú khi ông Tú là công dân Việt Nam từng bình thường dốt nát nghèo hèn này. Rồi đến ngày hôm nay thì ông Tú tuyên bố bỏ hạnh đầu đà mà vẫn thích được người khác bưng cơm tới miệng mới chịu ăn, bắt mọi người phải tôn kính quỳ lại. Ai bắt chưa thể bắt người ta tôn kính quỳ lại hồi nào? Cái này là vu khống nha cả nhà, ở trong đây có dấu hiệu vu khống này. Sư thầy chưa hề nói là mong muốn mọi người đến để mà quỳ lại hay van xin, đúng không ạ? Và đánh lễ cái gì cả. Và thầy chỉ khuyên là tất cả mọi người hãy về đi. Nhưng ở đây ghi rõ ràng là bắt mọi người phải tôn kính quỳ lại, rồi là mang cơm tới miệng mới chịu ăn. Thầy nhờ người ta nấu cơm hồi nào? Thầy nhờ người ta mang cơm đến hồi nào? Đây là những dấu hiệu mà đang vu khống cho sư thầy Thích Minh Tuệ nha cả nhà. Trong cái tờ đơn này hoàn toàn có cơ sở để kiện ngược lại cái người phụ nữ này, nếu như thực sự người phụ nữ này có địa chỉ rõ ràng và là một cái đơn thực sự nha cả nhà, đúng không ạ? Rồi bắt cha mẹ ăn, yêu cầu rồi bắt là phải yêu cầu điều tra xem vậy tại sao không phụng dưỡng cha mẹ già. Trời ơi là trời, tôi chưa thấy một người nào mà vô lý như cái người mà viết cái tờ đơn này nha cả nhà. Phải nói đến là con nít lên ba còn có thể là viết một cái tờ đơn hay hơn. Và khi mà một cái nội dung của một được cho là một giám đốc của một công ty thì họ phải biết được rằng là những cái thủ tục pháp lý, những cái vấn đề liên quan đến kiện cáo và những cái nội dung bên trong phải ghi như thế nào cho nó hợp tình hợp lý. Chứ đây là hoàn toàn sai phạm, hoàn toàn là có dấu hiệu là vu khống nha cả nhà, đúng không ạ? Thì yêu cầu cơ quan công an làm rõ có hay không hành vi nhận tiền, nhận vàng từ thiện của nhân dân trong và ngoài nước của ông Thìn và bà Linh, em ông Tú, ông Tuấn và phải sao kê toàn bộ số tiền nhận của Mạnh Thường Quân quyên góp ủng hộ cơn bão số 3 miền Bắc và xử lý hình sự nếu có cái vi phạm. Kinh khủng không cả nhà? Trong cái đợt bão thì thấy anh Thìn là cũng đã có ra miền Trung, ra Tây Bắc để mà cứu giúp bà con, thì đó là thực sự là có. Còn cái vấn đề mà có vi phạm hay không thì cái này á, thì nếu như mà những cái người này mà làm đơn á, thì nếu như mà gửi tiền về mà có dấu hiệu người ta chặn hay gì thì cũng có thể làm đơn, đúng không ạ? Nhưng mà bà này bà có liên quan gì đâu cả nhà, không hề có một cái liên quan gì hết mà bà đã ghi một cái đơn tố cáo tố giác như thế này là hoàn toàn có cái dấu hiệu vu khống. Còn ghi rằng là tôi cam đoan lời tố cáo của tôi là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có lời nào vu khống và sai cho ông Lê Anh Tuấn và ông Lê Anh Tú, kính mong được giải quyết, kính mong sớm được giải quyết cho nhân dân an bình ổn định trong cuộc sống. Bà ghi ngày 25 tháng 11 năm 2024 và người tố giác là giám đốc Nguyễn Thị Hoàng, có chữ ký và có mộc của công ty luôn nha cả nhà. Đây, cả nhà thấy không ạ? Thì ở đây là Lực Tàng suy nghĩ rằng ở trên website thì Lực Tàng cũng đặt ra và có công ty này, có công ty bà này là của công ty Hoàng Dương nha cả nhà, và có địa chỉ, có pháp danh, có mã số thuế, có này thì đồng hoàng, tức là công ty này là có thật. Nhưng liệu chừng cái người mà viết cái tờ đơn này có lấy những cái thông tin ở trên cái công ty đó không, và đang làm một cái gì đó trá hình để vu khống hay là nhục mạ hay không, và có chính xác là bà Hoàn là người viết đơn hay không, hay là đây là một người nạc danh để có thể rằng là tấn công. Và nếu như Lực Tàng mong muốn thực sự là những người này là sự thật thì chắc chắn là sẽ ăn đơn ngược lại của bên phía công ty, và pháp lý sẽ rõ ràng về cái tội vu khống bịa đặt để mà ghi những cái tờ đơn như thế này trong lúc không có một cái bằng chứng xác thực nào. Nghe đâu là có luôn những cái hình ảnh đồ này kia nhưng mà lại ghi nói rằng là ở trên cổng công ty Phát Tâm Thiên Định Tệ. Có thế thì bằng chứng của mình mà lại ghi ở trên cổng công ty Phát Tâm Thiên Định Tệ, thế thì lập vi bằng chưa, và đã có những cái đính kèm theo chưa để mà gửi lên cơ quan chức năng chưa? Thì Lực Tàng thấy đây là những cái hoàn toàn vô lý,
ngang ngược, có những người mà chống phá sư thầy Thích Minh Tuệ nha cả nhà. Họ kiện công ty thì không biết là như thế nào. Còn riêng sư thầy là ở trong đây đã có những dấu hiệu vu khống, là nói cho ông Thích, nói rằng ông Thích Minh Tuệ là người bắt mọi người phải mang cơm đến tận miệng mới ăn, rồi bắt tất cả mọi người phải quỳ lại van xin, đánh lễ đồ này kia. Đó là hoàn toàn sai phạm. Và những cái dòng lưu bút họ ghi ở trên đây hoàn toàn là có cái dấu hiệu giống như thế là ghi cho có để rồi gửi đến công ty Phát Tâm Tin Điện Tệ bằng một cái tờ chuyển phát nhanh để rồi có dấu hiệu là hù dọ hay này kia thôi nha cả nhà. Đây là những cái thông tin thì chúng ta chờ đợi xem như thế nào. Có nhiều người nói lên căng lắm rồi, người ta chả thấy có cái gì căng cả. Tại vì cái tờ đơn này nó hoàn toàn là không có cái dấu hiệu để mà được thụ lý. Tại cái tờ đơn này là tờ đơn giống như thế là hù dọ, và không biết là họ thực sự họ có gửi lên cơ quan chức năng hay chưa, hay là họ mới chuyển đến của công ty để mà công ty nhìn thấy để có dấu hiệu là đe dọa hù dọa cái gì đó thôi cả nhà, đúng không ạ? Và chắc chắn người phụ nữ này sẽ được điều tra tìm hiểu rõ ràng là đang làm gì và thù hằn gì với công ty và đang có âm mưu gì để hãm hại công ty cũng như là sư thầy Thích Minh Tuệ, chắc chắn là sẽ bị trả giá trong thời gian sắp tới nha cả nhà. Rồi thì thông tin ngày hôm nay Lực Tàng cập nhật quá nóng. Cả nhà ủng hộ Lực Tàng nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để Lực Tàng có thể là cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất để có thể gửi tới cho quý ông bà cô chú anh chị. Đến đây clip của Lực Tàng cũng xin phép tạm khép lại. Chúc cho cả nhà luôn có sức khỏe, bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.